người tu tập phải nương trung đạo, không lợi dụng không bảo ngược thân. Uống ăn ơi nghĩ cân phân, con đường tuệ giác tỏ dần trong tâm. Với bồ đề quyết chí thiện hành, nếu như đạo cả chưa thành, xương tan thịt nát mặt tình không đi. Ngài chuyên nhất hành trì chánh định, tánh chân thường thanh tịnh bản tâm, đột nhiên đại ngộ cõi lòng.